Xin chào các bạn, hôm nay kênh Biologic Gym sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Viber. Viber cũng là một cái phần mềm gọi điện thoại từ Việt Nam ở nước ngoài. Có bạn cái là bạn có số điện thoại của người bạn ở nước ngoài, ở Mỹ, ở Úc, ở Canada gì đó, thì các bạn có thể điền vô và các bạn gọi thông qua cái mạng internet Wi-Fi. Nó có chức năng gửi tin nhắn luôn, nên các bạn chỉ tin nhắn gọi điện thoại rất là miễn phí. Mình có thể mình cài đặt trong điện thoại, nhưng bây giờ mình có thể cài đặt máy tính, thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt phần mềm Viber trên máy tính. Thì các bạn vô Google, các bạn gõ chữ Viber rồi các bạn bấm vô Viber for Windows, nó sẽ hiện ra những kết quả tìm kiếm này. Các bạn muốn Viber for Windows. Windows là cho hệ điều hành của máy tính đó các bạn. Đó thì mình có thể là mình thấy là nó có hiện ra Viber for Windows, do Viber for Windows let you send free message frequent to other Viber user, tức là nó cho các bạn gọi điện thoại, gửi tin nhắn miễn phí từ cái những cái máy với nhau trên đất nước và những cái đất nước khác nhau. Đó thì để mình tải Viber về thì các bạn bấm vào Get Viber, các bạn coi cái introduction của nó xíu nha. Đây đó thì introduction, đây bao nhiêu ngàn người sử dụng Viber thế giới. We made Viber desktop as simple as the mobile app you know and love. Text with your friends and send stickers, emoticons, and photos. Call your friend's mobile from your PC or Mac. You can also transfer calls between your mobile phone and your computer. Đó, những cái chức năng mà Viber mang lại cho chúng ta, các bạn người ta đã hướng dẫn trên trang web của Viber. Just download Viber and type in your mobile number. Enter your code and start connecting with your friends. Để cài Viber thì các bạn yêu cầu là bạn đã có cài Viber trên điện thoại rồi, thì mình sẽ cài Viber được tính. Thì các bạn click vô ghép Viber nha các bạn. Thì lúc click vô ghép Viber thì nó sẽ hiện ra download Viber. Rồi, lát xong các bạn nhấn run nha các bạn. Nó hiện ra là chào mừng bạn tới Viber. Với Viber là một cái ứng dụng cho Android, iPhone, Windows Phone và BlackBerry Phone. Bạn có thể làm một cuộc gọi miễn phí tới bất kỳ những cái ứng dụng nào đã cài đặt cái này, những cái thiết bị nào đã cài đặt như điện thoại, máy tính, dành cho Accept Intent. Thì nó sẽ download Intent file cho các bạn cài đặt về. Ứng dụng Viber trên máy tính thì các bạn có thể gọi điện thoại cho một người bạn nào ở nước ngoài qua máy tính của mình, hoặc là trực tiếp bằng điện thoại của mình cũng được. Với máy tính của mình, nếu mà để bằng điện thoại thì bạn phải yêu cầu là sử dụng laptop hoặc là dùng PC, thì phải có headphone, phải có micro để mình thực hiện cuộc gọi từ đây tới người bạn của bạn ở nước ngoài hoặc bất kỳ nơi đâu trên thế giới. Ngoài ra, nó có thể gửi những cái tin nhắn, gửi những cái hình biểu tượng, nó cũng tương đối giống cái phần mềm Zalo. Rồi, gần đâu tới tập file gần xong rồi các bạn. Ok rồi, đó bắt đầu là cái bước intent paper. Send free text and make free calls cross platform communication. Cũng xong những cái bước cài đặt rồi các bạn, thì nó đang cài đặt. Thì các bạn phải chú ý là mình lúc mình cài đặt nó sẽ gửi một tin nhắn vô điện thoại của mình.
và khi tin nhắn nó kích hoạt thì có hiện cái lại cái một cái mã số, rồi mình điền cái mã số vô thì nó xích contact từ cái điện thoại của mình vô cái Viber. Đó, xong rồi các bạn thể hiện biểu tượng Viber trên desktop của mình không các bạn? Bây giờ mình bấm nha, bây giờ mình bấm vô cái Viber nha các bạn. Đây, lần đầu tiên nó hiện lên connecting to Viber, welcome to Viber, do you have Viber on your mobile phone? Mình đã có yêu cầu là mình phải có cái Viber trên điện thoại rồi, mình bấm Yes nha và điền cái số điện thoại vô. Đây, tôi điền số đi thôi vô cái số mà tôi đã cài đặt Viber nha các bạn continue. Rồi nó sẽ hiện một cái tin nhắn vô cái điện thoại của bạn mà có cài đặt Viber, yêu cầu là cái nhập cái code vô. Thì tôi đã nhận được cái tin nhắn yêu cầu code vô rồi, thì tôi gọi vô nha. Thì cái code này thay đổi nên các bạn yên tâm không có sợ. Muốn cái code này, tại vì nếu mà bạn ví dụ như bạn lấy một cái số điện thoại nhưng mà Viber nó sẽ yêu cầu trả lại cái tin nhắn nó vô cái phần mềm Viber của bạn thì bạn cũng không có cái số code này, nó yêu cầu là vậy. Rồi xong rồi mình enter Viber thôi. Đó, các bạn nó hiện lên Viber không các bạn? Hiện lên Viber. Đó thì cái màn hình của Viber hiện lên, đây là cái giao diện mới của Viber hiện nay. Đó thì các bạn thấy bên phải là người sử dụng, có những cái logo, bên trái là thông tin sử dụng. Và nó đang xích contact nha các bạn, xích contact của người sử dụng. Rồi đã xong rồi thì các bạn vô vô đây là contact nè, những contact nè, đây những contact mà có sử dụng Viber thì sẽ hiện ra góc bên phải có chữ Viber. Còn những cái contact này là nó xuất trong cái danh bạ điện thoại của tôi. Đó thì mình đã cài đặt xong Viber rồi các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình trên kênh 3D Teaching Machine. Sẽ những cái tool tiếp ngoài dạy 3D và những tin tiếp về 3D, Photoshop, AutoCAD thì còn những cái tool tiếp về ứng dụng PC nữa. Xin chào tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ đăng ký vào cái kênh 3D Teaching Machine, cái logo màu vàng bên góc phải của màn hình, và vô dài bạn để mắt chấm cơm để theo dõi nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn.